clip mới cho mọi người rồi. Phương Lan TV chào mọi người nhá. Đây chàng trai mới lấy vợ, chàng trai mới vào trại đây. Lên hôm nay là lên liên hoan với mọi người. Đang làm 3 con vịt, 4 con vịt để liên hoan mừng anh ấy, anh bị nhốt vào chuồng. Anh Bùn Mi anh vừa mới cưới vợ. Chàng trai đến từ Luông Hồ Vàng. Còn anh thanh niên này là lại mới sinh con. Von Na Luồng. Hà cực lên cực lục. Phụ ni tít khúc. Phụ ni cực lục. Hai thanh niên, một thanh niên có con, vừa mới sinh con, vừa mới có vợ đang làm vịt với nhau. Này không biết là được mấy món này, làm 3 con 4 con vịt. Sam tổ và si tổ Bùn Mi. Sam và có 3 con vịt thôi. Đang vặt lông mọi người này. Đấy. Vặt cho sạch vô Von ơi. Hết hay xa luôn nè. Wow, trời mùa đông mà đang còn mây đen rồi mọi người này. Mây đen kín kín trời rồi, không biết là có mưa hay không này. Hôm chưa khỏi từ hôm mà đi buôn nưa về. Còn xa xa kia thì tôi còn có cái thằng nó đang cầm ghế ngồi nghịch cái móng chân móng tay cả. Úi giời, nhìn nó sợ tôi quay, nó sợ người khác biết được cái tật xấu của nó. Nè, nó đem đồ nghề ra mọi người này thấy chưa? Nó làm neo đó. Thằng đi là sau này hắn sẽ mở quán rũa móng chân sửa móng tay này. Có mọi người thấy chưa? Nó đang đem đồ nghề hắn ra để hắn làm móng chân móng tay của nó đấy. Thanh niên chậm chút đến từng phút giây. Ui lạnh quá. Ăn buổi trưa. Thanh niên này đang ăn buổi trưa. Không biết làm món gì đây. Hết chân nè Bùn Mi. Bình nướng. Bình xàm tổ lên bà. Lượt pèng bà. À, lại làm tiết canh với là vịt nướng. Vịt nướng kiểu lão. Nhổ lông cho sạch vô Von nhá. Một sao là kinh tế khổn đấy nè. Ở khổn nọc đi nè. Này, tao hiệu trưởng. Chuyên gia giúp đỡ các em học sinh. Vào đây, tôi xem bếp của người nào đây. Nói xài chốc hết nhàng nói. À còn ít thịt dê hôm trước, xương dê này nồi lại nấu. Đâu món gì ăn đây. Thằng này nấu ngon lắm mọi người ạ. Thanh niên này nấu mấy món này ngon lắm, làm rất là sạch sẽ. Nào ơi, mới đi bờ cứ phải phụt tốt này. Tôm khô mình quá. Nhà mi khô, nhà mi ăn, tôm mi ăn, nhà mi ăn bì và phía và lại nấu kiểu kết non, nấu canh kết non này, kết canh mọi người này, kết canh lại kết canh lào được chấm đó đấy, chấm này chấm ở kiểu nước chấm kết non này, tinh khương quá. Tôm bên kèn khơn kim pin khơn quá. Cái xẹp đây. Gợp đi. Nào. Lựa xin một đeo ma vả. Xin một đeo ma vả trời. Bố mi vả. Tao mình cả đúc vả. Ôi. Bè tài là nhắn đột vả. Một lần lúc khôn tết. Đây này
ướp xong đây mọi người này. Thanh niên nồi vừa mới ướp này. Có xả này, có tỏi, ớt. Họ giã, họ đâm cho nát ra này mọi người này. Đâm nát ra xong rồi bắt đầu là ướp với thịt bê này. Con vịt này. Thịt bê. Con vịt. Còn đây là con dê đây. Nướng. Thanh niên này mà ướp thì thơm lắm. Mọi người thấy chưa? Nếu mà ai mà ở Việt mà thích làm thì phải làm theo giống nướng của Lào. Đây là này này. Đây là con vàng vàng này, chắc là bỏ ít bột nghệ này. Đâm này, hạt tiêu này, xả đấy, đâm ra nướng. Bên này là rất thích ăn nướng này. Nướng này thơm lắm. Chờ mãi không được này. 11 giờ rồi. Này là ăn đám cưới. Ăn đám cưới nhỏ nhỏ. Bếp công trường nó chỉ thế này thôi mọi người ạ. Bếp nó không được sạch sẽ lắm đâu. Nhưng mà quan trọng là mình có làm có sạch hay không thì còn thế thôi. Tâm nhận nè nội. Kha, ở khi ở một bên. Gì hả? Có gì khay? Có biết. Giềng, ớt, xả, tỏi, hành. Mình cứ xì lường này nè. Cli vả? Curry chuẩn rồi, đầm giống như đơn dã giống như kiểu của Ấn Độ, tan khươn India nọ. Bỏ ít dầu vào là nhóm lửa nhanh chưa, cả cây xăng dầu thiếu gì, bỏ ít dầu vào này nhấn nhanh. Lửa phập phồng cháy thì chơi bạn mùa đông này. Đúng là mùa đông này mà ngồi bên bếp lửa này đúng là nhớ cái hồi bé kinh ạ. Hai bếp, một bếp bên kia là đang nướng thịt dê rồi. Người mà đang nướng thịt dê là anh Choi. Anh Choi đầu bếp chuyên nướng. Anh nướng chuẩn rồi. Đến đây toàn đầu bếp thôi. Anh em chia nhau mỗi người mỗi việc, làm cho nó nhanh. Giờ sẽ bọc ăn. Đây lâm mì bộ. Bọc vòn màu. Còn cái đây là bếp gì đây? Đấy, đây là nấu kiểu cất non này. Bỏ xương vào. Bỏ xương vào nấu cất non cho ngon này. Thấy chưa? Nhìn xanh xanh này đấy là cái ruột non của con dê đấy, ruột non con dê họ lấy ra họ nấu đấy, nấu cất là người gọi là cất non đấy. Khôn này nội, khôn như mi rồi này, bết nhưng mà leo thừa. Ủa anh kinh lắm, anh đi hào tiền anh nó cũng toàn này. Mười con nữa. Đến trời chơi anh nó có tục nhạc cả bài mà đánh đấy. Hồn à Đức. Sắp đi đó. Quay đi quay lưng tung đi mừng năm cưới là quay lưng tung. Nè, anh đang xúc hai Đức kinh đấy mẹ. Bố anh kinh lắm khẩu trang. Kinh nói nướng kinh xin bơm. Xin bơm xem có chứ. Thả mì đầu bếp hơi ngon ạ, hẳn đâu ngon. Mười nào có. Chạy đây đây đây. Mình nói mấy cơn cả hai thương đó đi mình đi đấy. Đó. Ôi chào kèm con, cái chậu chú đi cả bọc đi phải bay đây. À, mình nằm anh Tuấn bay bỏ. Hả? Anh Tuấn à? Anh Tuấn. Anh Tuấn mà kinh khao Johan như bún nữa là. Ờ, như bún nữa chứ, dù vì là chỗ kia đó còn mình phải bỏ lấy tháp bay à? Bỏ khắp khá việc này. Ồ, khắp khá việc là ăn tiếng đứng là khá việc, ăn tiếng xong là ngân bổ mi. Về ai? Về à? Lâu có bố chào à?
ว่ากินบ่ได้เลยจ่อยยังเป็นวัดนี่กินบ่ได้นี่ลอยเอาเลยเลยฮะกินบ่ได้นี่ลอยเลยอืมสับจีนเลยทิดเจสับจีนเลยน้อยบอกเฮียน้อยฮะบอกเฮียวะบอกมาไม่ปกนี่กินเบียร์ไปหน่อยเบียร์เอามาละมาเลยดิเอามาล้างนิดก่อนอ่ะหรือเอาซ่อมเลยอ่ะอ้าวซอยก่อนจึงลวกบ่บุญมีเออติดไกลน่ะไปเงินลามๆแล้วก็ไปลวกเจือกมาเงินนี่ลวกเจือกเสร็จซ่อมท้ายซะจิท้ายซะซ่อมลวกซะเด้อเมื่อยมาเป็นล้างเลยเมื่อยลําติดไกลท้ายแล้วมึงจะไปลวกซ่อมคนเวียดลวกก่อนแล้วจึงซอยนี่ซอยก่อนจึงลวกแต่เฮ็ดมีแต่คํานึงข้างในเนาะคนเวียดมักซอยอันเอาตนขามันน่ะคอมันน่ะสิ้นหลายเด้เวลาเราติดกันจึงก็เลยมันโดจ่องหมดลองเป็นจ่องลามทั้งเบิ่งเฮ้ยบําละเจ้าดิทําไปลวกมีอะไรหายแงมนางโอมเบียร์จังปูของเบียร์เบิ่งเดืองเดืองเกี่ยวปาร์ตี้โลดเด้เฮ้ยมีเย็นเป็นไหนจักก็ชิ้นนี่จิอู้บกเฮยฝาเฮ็ดกับออกมาโอ้บุญมีอันซื้อตัวนี้มาก็คือแบบน้อยคักเนาะซื้อบ่อนมันน้อยอันนี้น้อยซื้ออะไรน้อยเซนแปดเซนแปดตอนนอนอยู่ป่ายังคักตั้งเนี่ยตั้งโดนบ่ฮะตั้งโดนบ่เนี่ยอยู่จะดูกับมีใครบ่ตั้งนะเขาเฮ็ดตั้งโดนบ่โดนเดี๋ยวอยู่ยันฮู้ได้ซะเอาเงินมา 200,000 โอ้ยังบ่แล้ววะบ่พอติเหลือเลือดน่ะผมเพิ่นก็ดูในเมาส์อาจจะใกล้นี่อันละ2ป่ะมีมึงมีส่วนไผแน่ฮะส่วนไผแน่บ่ได้ส่วนไผบ่ได้ส่วนไผเด้ทีมงานเอาที่ได้ซะแล้วก็อายบ่ต้องใช้นั่นได้บ่คือบ่เฮียนั่นตีเวตีอันเลิศเป็นคือคนคนเวียดตีน่ะตีบ่ได้เลยนะเออมื้ออื่นน่ะพอนะฮัวก็ว่าหน้าสีสุพรรณสิมาอยากให้น้องอื่นว่าละน้ําคือนี่ฝันเห็นยังมาตัวเด้อเออยังมาตัวเด้อเอาก็แฮ่ซอยมื้ออื่นสิมาอยากให้น้องซั่นมื้อนี้สิสุพรรณเข้ามาครับมาเขาจะให้มาฮอดมาฮอดซุเนี่ยน้องก็บ่มีเวียดเฮ็ดมายามเด้มายามสลบชุบิบเด้เบิ่งว่าน้องเป็นอะไรเนาะเออกินอยู่เรือนบ่ต้องนอนให้น้องเฮากินสบายซะแม่นเอาเป็ดก็3ตัวบ่มื้ออื่นบ่ต้องกินหยังนะมื้ออื่นมีแต่มันตีมีไว้ๆกินนั่นแหละเฮ็ดแบบตีมีไว้ๆกินเลยนะมาหน้าเนาะครับเฮาสงเฮ็ดได้บ่เงินไหนไหนงอนจ้ะเฮ้ยยินต้องสีข้าวไงต้องยากไงมันนี่เล็กออกจังวะมันจะบอกเราจอยมาสอนไปได้เงินบ่ฝันเห็นแล้วหัวเฮ้ยเป็นไงจ๊ะเฮ้ยเจ็ดไก่ไงเจ็ดไก่ไงแบดส่องไปเลือดกูอยู่ลุ่มไม่อย่างเลยเลยฮะพักเดี๋ยวตีกินอันนี้เอาใส่แกงเลยเหลือหลายเนาะบอกแล้วใส่เลือดหลายๆแล้วนะมันจะมันแพงดีนะอันนี้มันกามโอ้มันกามแล้วใส่น้ำปลาน้อยโคตรเตี๊ยบไก่มันมีดองเลยบ่อเลยเปล่าก็นอยได้ล้วนขอยีมุดเจอจะไหลกันเตี๊ยบไก่ของเบียร์นี่กูไวกลับแล้วป่ะเออถึงเลยโจทย์จะนอนเร็ว
แล้วเจ้าบ่ได้ส่วนเสี่ยวมาวะแต่บ่มาระวังได้เสี่ยวอ้ายน่ะเสี่ยวอ้ายกินแล้วมือเสาแล้วมาหักมื้อนั้นนุ่งสลิปหักหลอนน่ะพอไม่เพ่งน่ะเสาๆตัวบ่จะมีเถื่อเถือกันแล้วก็อ้ายเหี้ยก็ได้กินแล้วก็เพิ่นเพ่งเลยมันดับเงินได้วะโอ้นังเลยนั่นแหละเดี๋ยวไล่ไงนี่มาเถื่อเตี้ยที่วันงูแล้วบุญมีtừ ngày có vợ ra chồng người gầy hẳn đi, ra dáng người lớn đấy. Thanh niên mới cưới vợ xong. Bên là đây này. Chọc đại sô sô mà vắt ta cô ra buông hò rùi. Nhìn ngon nha. Đấy, để bàn ra ngoài đây thì mới sáng này chứ để trong kia tối quá. Có đủ hết rồi này. Có cả loa này, loa tí nữa hát vào chúc mừng đám cưới Bún Mì nhỉ. Nói bèo đấy, hay là Bún Mì mới cưới vợ đưa con gái cho Bún Mì nhỉ? Đưa con gái cho Bún Mì nhỉ, Bún Mì nhỉ? Đấy, để bàn thì ghế ra để mọi người thấy chưa, cho nó sáng. Đây là bữa tiệc liên hoan Bún Mì mới cưới vợ đây. Phải ra rửa tay đó mọi người. Rửa tay đã không tí nữa rồi. Ăn bốc. Chết. Ăn bốc là phải rửa tay ăn sạch sẽ. Có cả đũa đây này. Nhưng mà đang còn nướng vịt rồi đấy. Mọi người nhìn thấy là nhưng mà đang còn đĩa vịt nữa. Canh này. Canh xương dê này hoàn thành rồi này. Này. Canh xương dê nấu với cất non này, nước chấm cũng bằng cất non dê luôn này. Có ớt này, có rau thơm này. Tiết canh này, tiết canh đĩa người Lào này, người Lào làm một đĩa chứ không bao giờ lại làm một bát. Đấy, ăn thèm mà chảy nó có miếng chảnh to chưa. Buổi trưa không ăn cơm bên chỗ chị Lâm này, sang đây ăn đây. Ui giời. Hơi bị hoành tráng đấy. Ok, chuẩn bị bắt đầu rồi. Trong đệ nào ra từ bản lưu giữ khoảnh khắc nhỉ? Trong đệ vo đầu nhỉ? Để giữ nó khoảnh khắc tí nhỉ? Khoảnh khắc đám cưới Bún Mì. Nó cho mày là món ăn gì này? Bún Mì làm lễ liên hoan này, đám cưới. Đấy, hôm nay mời chủ chạm điện, chủ chạm điện. Lào Phan. Chủ chạm điện. À, coi cả đây. Rồi, coi luôn ở đây nè. Bật coi luôn lên đây. Tin mấy phun nè. Quay cái loa này đi ăn cơm. Bài hát đây. Lào Phan đi cả đây. Thank you. Đấy, mọi người thấy cái đĩa đồ ăn này hoành tráng chưa? Bật nhạc này, to vãi cả đái này. May mà nãy tôi đi rửa tay rồi. Đấy, bữa tiệc review đó. Đám cưới của Bún Mì đây. Tạo không khí đúng là như đám cưới luôn, nhạc này. Sợ chưa? Hùng này cũng được tham gia đám cưới của Nhi nè. Mất cái phong bì đúng không? Mất cái phong bì rồi bây giờ đào đám cưới nhé. Von đi. Đến Tết vào. Bây giờ mọi người bảo tôi ăn review món nào trước đây. Đây có cái chảo bên vừa mới lấy rồi này. Chảo luôn hoa vàng à. Ui dồi ôi, nhiều chanh quá em ơi. Làm cái nữa luôn à? À cái đĩa này chắc chỉ có anh với em ăn đi. Nó phạt cho hai miếng chanh của kia được. Cái này là kết. Đi đôi, vớt vào đi. Đi, xài vào đây này. Ăn đi. Nó ăn, ăn đi, mời mọi người nhá. Ui, cái canh là Lào làm này. Không được đông lắm. Đấy. Bao con tôm mày.
Ăn thêm canh là vừa ăn với xôi lại chấm với chèo này đó. Cho mọi người thấy cái độ độc rồi ạ. Được ạ. Thịt dê này để chấm với cứt non. Ngon mọi người, rất nướng thơm lắm, xương dê nướng không còn mùi luôn. Thằng mini mau ít là gì nè. Tôi ốm này cái giọng không được chất lượng lắm, các bạn thông cảm nhá. Không ơi, đổi chỗ đi. Thật đổi cái vị trí quay cho chất lượng mọi người này. Làm quá ớt đi. Bên bông mang à? Bên bài xay à? Bên bài xay. Ăn loạn xin ngầu lên rồi. Nhớ chưa? Thịt canh rồi. Thịt dê. Thần thức anh uống bia đó. Không ngán. Ui sợ cay. Ui siêu cay rồi. Mừng ngon. Tờ văn đâu hết luôn. Bạn ơi. Súc miệng. À, cay. Ăn thịt canh chấm với xôi. Thế được một giờ. Đồ dị. Đồ dị. Đấy, giờ tôi lại chuyển sang làm món thịt vịt mọi người này. Đấy, cổ vịt nướng này. Đang còn nóng sốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bỏ cái đĩa này ra đi em. Bảo Von bỏ đĩa ra đi. Áo chẳng đi ôm đấy. Đó. Đấy, chạy rộng. Ăn bốc rồi mình cũng bốc luôn. Đâu hàm hay rồi à? Giờ chuyển sang món canh. Canh xương dê đây. Nào nhô nhô. Chắc là ít người ăn được cái món đường món canh này mọi người này. Đó. Canh này ngon thế đấy. Ở bên Việt chắc là ít người ăn món canh này đúng không ạ? Thì có. Canh cứt ngon rồi. Canh gì nó có núi á. Đúng rồi. Lên Tây Bắc. Lạng Sơn Hà Giang là ăn được. Lạng Sơn Hà Giang mới ăn có canh thịa để cho ăn thôi. Vâng. Ở bên Lào thì đâu có. Đường ném ra giò khu cậu gặp. Ngon lắm mọi người. Cục thịt canh rồi. Cục thịt canh rồi cho nó. Giọng tôi ốm thằng này là như cái giọng như cái không có nhịn được rồi. Ở đây thời tiết lạnh quá, hơi khắc nghiệt, ốm liên tục. Thắng cố là làm ngựa ấy. Vượt ngựa. Hả? Vượt ngựa. Cho vượt ngựa ăn thuốc. Thuốc bắc à. Xong rồi thịt đi đến đấy đó thì nấu canh ăn. Mọi người bảo là không sạch nhưng mà ăn rất ngon lắm. Bữa nào mà ăn ở đâu? Hà Giang. Đi vượt lên đó rồi ăn. Nghe nào các em rất bền không? Vui, được canh bỏ rồi, cay thế. Thế cay là hết rồi mọi người ạ. Đồ ăn này ngon quá. Đấy, đen nữa. Quay, cái là bắt đầu làm dáng vẻ thầy boy tử tế. Bình thường thì không sao nhưng mà đến lúc này là boy tử tế. Chú rể đang rót bia đó, chú rể. Đi con, ăn cho khoai nè. Có một kinh, hả mẹ? Tao ơi. Hà kín. Kín nha chó. Đồi cao su chơi. Thôi là chỗ đạn mà có một á. Dạ.
nó đi với cả một đống nữa, khoảng độ 10 đứa. Đây rồi á. À, leo lên cái đồi, đồi cao su ngay chỗ đó. Ngay cái chỗ có một đi lên này. Con đời bảo là lên nó làm thầy đứa rồi làm đi, làm lấy đứa rồi về. Không điêu đó. Đưa nào mọi người này. Đấy, mời cả nhà nhá. Mình không uống được nhưng mà mình cứ mời cả nhà uống bia với mình nhá. Bia Lào uống hơi ngon luôn. Nặng, đậm đà. Đây thanh niên này mấy hôm mà bị uống xong giấy chết đây. Uống xong nhìn như con mèo hen này. Nè. Uống nhiều lắm rồi bây giờ đó sụt xà xịt như hít vào. Rồi nè. Cháu ngon. Ngon lắm luôn. Ngon đến nỗi mà thằng này sắp mà lờ nè. Uống lên tát cả cổ họng mà. Ồ, cho chín lắm. Nó hay là đi mà thôi bếp. Nhôm đang chân tàn lạ. Bên nhà đám cưới. Nhà đám cưới. Bên đám cưới bên Lào. Giờ đây anh em à. Ôi anh đi nọ. Vừa ăn vừa nghe nhạc đám cưới. Nhà đám cưới Lào mọi người ạ. Đây. Có nặng cay nhỉ. Cay là nướng cay nè. Chưa thôi, ăn cay rồi nè. Là giảm. Em không ăn cay được. Em ăn tương ớt được nhưng mà bước cay được à. Đấy, bây là bước mặt ấm bước. Đúng. Có bạc cái này bạc. Em muốn cái kia được. Có bạc cái này bạc. Có bạc cái này. Áo da súp hay lung hút, lung ăn súp là mẹ. Dền bia dền đi đấy, giỏ ngư chắp là dền nè. Mới nào là biển lung là nè. Ôi trời. Đang trêu mọi người ạ. Hai thanh niên này, một thanh niên cưới vợ. Đấy. Thanh niên Bún Mì cưới vợ rồi. Còn thanh niên ngồi bên cạnh đây là đang tán chị gái của vợ Bún Mì. Hai thanh niên đang ngồi với nhau ấy. Tao nhá, anh ấy là tao ấy. Anh ấy là tao mua cuối. Tao mua cuối đến tận nhà này. Đó, anh điền đó, đó. Đang muốn làm đồng hào với nhau đây. Mr. Metamon from Thanh Nhàn.
Peter Fesamon đang muốn làm anh của Bunmi này. Tiền lương của Bunmi đó. Dù bố lý sát Bunmi bên hồn nà, tại vì dù ba là táo bên hồn nào của đấy. Về chân này là hát phèn cảnh đấy. Dạ mà hạ lượng dù dù bố lý sát dù sát nào là cắp ma hồn của là vẫn một đấy đấy. Ê, dạ mà. Giờ chuyển sang tiết mục ca hát rồi mọi người ạ. Mình chịu. Yếu rồi, ai được. Giờ nằm nghỉ ngơi. Hết hả, đã hết nhận đám cưới xong chuyển sang thả họ. Đang thì mình sẽ chuẩn bị luyện thì giờ vội. Có một tháng này không biết còn ống bao giờ chào các bạn nhá, mình nghỉ ngơi một chút đây, hẹn các bạn video sau.